chào quý vị các bạn. Về đến đây không thể quay một cái cây đặc biệt tại vườn Nguyễn Đình Quyền và chia sẻ cho quý vị cây trực vừa mới được đi triển lãm Văn Giang về. Ở Văn Giang có lẽ ai cũng biết cây này. Đây là tổng thể của cây. Ta đi vào chi tiết của cây. Hài hòa giữa cái thân bệ cây và được nghệ nhân tạo tác điều chỉnh chỉnh lý cái thân bệ. Rất là hài hòa. Và cái thân đặc biệt chỗ này nó tạo nên những cái độ u sụn rất là đẹp. Đây là một cái đường thân. Cái đường thân của cái cây này thì Minh Dưỡng đã chia sẻ rất nhiều lần. Đường thân của cây rất rõ ràng, mạch lạc từ đường phân tay tán cũng như là chi dâm, và lại được sự điều chỉnh chỉnh lý từng cái bố cục tổng thể âm bóng. Cái mặt này của thân bệ nhìn là rất côn và mịn. Điểm thân và bệ, những cái điểm âm dương, điểm sống, điểm gò của bệ đều cũng đã xuất hiện được hài hòa. Thank you.
tổng thể của cái bộ cây, bố cục của cây. Quý vị xem cái mặt bên này, cái mái của cái tổng bóng rất là cân đối hài hòa. Ta đứng cái góc này, ta nhìn về cái mái của bóng ở bên ghế này cũng rất hợp lý. Sự không gian hài hòa hợp lý một cái bóng tổng thể của cây rất quan trọng. Từ góc máy này chúng ta nhìn thấy sẽ cái trực cho quý vị xem kỹ về bố cục không gian cũng như là thân bệ phân chi tay tán, xem có cảm thụ quý vị cảm nhận ở mức độ nào. Nhưng cá nhân Minh Dưỡng nhìn là nó cũng rất hài hòa hợp lý cũng như cân đối và rất tuyệt vời. Ok. Chào mừng các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi chương trình mới nhất. Hãy like và share để lan tỏa tình yêu quê hương. Hãy bình luận để thể hiện quan điểm cá nhân của bạn.